Xin chào các bạn, hôm nay thì trong bài này thì mình xin hướng dẫn cho các bạn cách tắt file MP3 để mà lấy âm thanh từ một cái video clip giúp cho chúng ta cái việc tạo ra một cái video riêng của chúng ta mà có cái bài hát hoặc là có cái nhạc mà chúng ta muốn đưa vào trong video của mình. Thì ở đây thì mình sẽ ví dụ một cái bài hát cụ thể, một cái video clip ở trên YouTube, ví dụ như bài Tết Nhà Bà Hoang này. Các bạn lên YouTube và chúng ta sẽ lấy cái bài này về. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách. Nếu các bạn dùng Camtasia thì mình tin chắc rằng các bạn đã biết cái cách để mà chích tách rồi, đúng không ạ? Những ai chưa biết thì các bạn cũng có thể theo dõi một cái phần mềm khác ngoài cái Camtasia này. Đó là cái phần mềm về video converter như thế này, video converter. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thông qua hai cách này để có thể làm. Thì với Camtasia thì các bạn thấy là nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Với một cái thủ thuật đơn giản như thế này thì không cần phải dùng đến Camtasia. Tuy nhiên nếu các bạn đang dùng Camtasia rồi thì chúng ta cũng có thể dùng nó để mà làm cái việc này, để khỏi phải tạo download một cái phần mềm mới. Còn nếu các bạn chưa dùng Camtasia thì mình nghĩ là các bạn có thể dùng cái này, phần mềm này, đó là phần mềm AV, Video Converter. Thì nó sẽ chích tách cái file âm thanh cho chúng ta nhanh hơn. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tải cái video mà chúng ta muốn lấy âm thanh về. Rồi các bạn đợi một xíu để cho nó lấy cái file âm thanh này về. Cái file này thì cũng khá là dài ha, các bạn đợi một tí nhé. Rồi sau khi mà các bạn đã tải xong về rồi thì chúng ta sẽ bật cái phần mềm lên. Ở đây thì mình xin hướng dẫn cái phần mềm là AV này trước ha. Rồi chúng ta sẽ đưa cái video vào bằng cách đưa chuột vào cái dấu cộng như thế này và tìm đến cái nơi mà chúng ta vừa lưu cái video về. Đây là cái video mình vừa lưu về Tết Nhà Bà Hoang, và chúng ta chọn open lên. Ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý cho mình cái chỗ này, đó là cái soundtrack folder này. Thì nếu các bạn nếu mà đang có cái lựa chọn này thì các bạn chọn cho mình cái lựa chọn này cho mình là soundtrack folder. Thì đây chính là cái bước đầu tiên mà các bạn cần phải chọn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ ở cái định dạng format này thì các bạn nhấp vào đây cho mình ha. Ở đây thì mình sẽ chọn ra là cái audio và mình muốn chọn cái dạng gì. Thì ở đây thì nó liệt kê rất là nhiều cái định dạng cho các bạn. Thì nếu muốn chuyển sang định dạng nào thì các bạn sẽ chọn cái định dạng đó. Ở đây thì mình muốn chọn cái MP3 thì mình chọn ở đây, hoặc nếu các bạn muốn chọn cái DVMA thì các bạn chọn ở đây, hoặc là DVAV chẳng hạn. Đó thì tùy thuộc vào cái mục đích của bạn mà chúng ta sẽ chọn cái file mà chúng ta muốn xuất ra. Rồi sau khi chọn xong rồi thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Rồi mình nhắc lại ha, chúng ta sẽ cho qua hai bước. Một bước là ở đây chúng ta sẽ chọn cái soundtrack folder, và thứ hai là chúng ở cái format này thì chúng ta sẽ chọn MP3, sau đó chúng ta sẽ nhấp vào đây. Đó là chính là cái nút mà nó sẽ chuyển đổi cho chúng ta. Rồi các bạn đợi khoảng trong vòng 30 giây thì nó sẽ chích ra được cái file âm thanh cho chúng ta để chúng ta có thể sử dụng nó được. Rồi sau khi mà chích xong rồi thì nó sẽ báo cho chúng ta là đã chích xuất thành công, và nó đưa luôn cho chúng ta cái đường dẫn nếu các bạn quên không biết nó nằm đâu thì có thể xem vào đây ha. Đây rồi, chúng ta sẽ đóng cái này lại ha, và chúng ta sẽ ra lại cái nơi mà chúng ta lưu video thì nó sẽ nằm ở chỗ mà chúng ta vừa chích xuất ra đó. Các bạn đây thấy đây là cái file MP4 nè, và cái đây là file các bạn mình vừa chích ra ha. Mình mở một đoạn lên cho các bạn xem. Mình kiểm tra thử luôn ha. Đấy. Các bạn thấy ha, mình đã chích xuất thành công. Thì đó chính là mình dùng cái phần mềm AV này
Nếu các bạn không dùng phần mềm AV mà đang sử dụng Camtasia thì mình xin hướng dẫn luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái nút là Import Media, có nghĩa là chúng ta sẽ đưa cái video vào. Mình lưu ở desktop cho nên mình sẽ ra ngoài desktop ha, và mình chọn cái file của mình đây, có đuôi MP4 này, đây là cái file video ha. Rồi sau khi đưa video, import video vào rồi thì chúng ta sẽ đưa nó xuống cái thanh timeline dưới này bằng cách là các bạn kéo thả dưới đây, đây nhấn chuột trái kéo và thả đây. Đó. Hoặc các bạn cũng có thể dùng cái cách khác là nhấn nhấp phải và chọn add to timeline thì nó cũng sẽ đưa video xuống cho các bạn thôi. Rồi sau khi đưa video xuống rồi thì các bạn sẽ nhấp phải vào đây và chúng ta sẽ chọn cái mục đó là phân chia cái video và cái audio ra. Đây, các bạn nhấp vào đây. Rồi lập tức là các bạn thấy là nó sẽ có cái chất 1 và cái chất 2. Thì cái chất 1 chính là cái chất video của chúng ta và chất 2 là chất âm thanh. Nếu các bạn còn nghi ngờ thì các bạn có thể kéo cái file âm thanh lên một tí này như thế này và các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy nó có hình thôi không có tiếng, đúng không ạ? Có hình thôi không có tiếng. Này, mình sẽ kéo xa ra để cho các bạn xem. Đây tới cái đoạn hát nhé. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nó sẽ có hình không có tiếng. Rồi nếu chúng ta kéo đây là nó vừa có hình vừa có tiếng này. Đó. Như vậy thì các bạn sẽ lấy cái file này ra bằng cách nào? Các bạn sẽ nhấp phải vào đây và các bạn sẽ thấy là để lấy được cái file video này ra thì có hai cách. Một là các bạn xóa cái audio này đi, xóa cái file hình này đi. Xóa cái file hình này này và chúng ta sẽ xuất cái âm thanh này ra. Đây, mình sẽ xóa đi, đúng không ạ? Xóa đi, sau đó thì chúng ta sẽ chọn là xuất cái file này ra. Đây, ở đây thì nó đã chọn cho mình cái MP3 rồi nè. Thì nó biết là mình chỉ có cái file tiếng mà thôi. Các bạn thấy không? Đây, và các bạn ấn nét là xong. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì các bạn cũng có thể mình lưu lại ha. Cách thứ hai, nếu mà các bạn không muốn xóa cái này đi mà muốn chỉ lấy cái file âm thanh này thôi. Đây. Để dễ thì mình sẽ phóng nhỏ ha. Thì các bạn làm gì? Các bạn sẽ ấn cái này đi, khóa cái này đi và chúng ta sẽ kéo cái thanh này tới đây. Đây. Được chưa? Chúng ta sẽ nhấp vào, đúng không? Nhấp vào và kéo này, đây nè. Đây. Nhấp vào kéo và chọn hết cái file cho mình ha, chọn hết cái file. Chờ vào đó các bạn nhấp phải và các bạn chọn là Reduce Selection Act. Đây thì nó cũng sẽ ra cho chúng ta cái hồi nãy và ở đây thì chúng ta chỉ chọn cái MP3 thôi. Tại vì mình đang chọn cái MP3. Các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ chọn MP3 và nó sẽ xuất ra chúng ta cái MP3 này. Thì các bạn muốn làm cách nào cũng được. Cách nào mà thấy mình thuận tiện mà nhanh thì các bạn làm. Nhiều lúc là cái video này mình dùng cho nhiều cái mục đích nữa thì mình không muốn xóa cái phần hình đi thì các bạn có thể làm như vậy. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn qua hai cách để lấy được cái file MP3 từ cái video. Và từ cái file âm thanh này thì chúng ta có thể ghép hình đưa hình vào để mà tạo ra một cái video mới. Thì các bạn thấy là cái cách này thì người ta cũng dùng rất là nhiều, đúng không ạ? Đặc biệt là với những cái video đang thịnh hành giống như cái Tết Nhà Bà Hoang hay là cái Đại Ca Lớp 12A, các bạn thấy là rất nhiều phiên bản khác nhau. Người ta quay cái video, người ta đưa vào, sau đó ghép với cái âm thanh mà vừa tách ra đây để tạo một video mới, là chúng ta đã có được một cái video cho riêng mình. Tuy nhiên với phần kiếm tiền với YouTube thì các bạn lưu ý ha, nó sẽ đánh bản quyền rất là nặng cho những cái video mà nhạc nha, những video về nhạc, do đó các bạn lưu ý. Nếu các bạn có đưa lên YouTube thì các bạn sẽ lấy được view thôi, chứ chúng ta sẽ không lấy được tiền đâu. Tại vì chắc chắn một điều rằng cái tiền nó sẽ đổ vào cái kênh của Vanlet này, chứ không đổ vào cái kênh của bạn. Tại vì đó là cái bản quyền về âm thanh của các bạn mà không có, mà âm thanh nó thuộc về cái kênh của Vanlet này. Do đó các bạn lưu ý, làm chơi thì được, còn làm kiếm tiền thì không nên sử dụng cái bài hát người khác để mà tạo video cho riêng mình. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở hướng dẫn và chia sẻ sau. Xin chào và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video, những cái hướng dẫn mới nhất nhé.